Xin chào các bạn và toàn thể quý vị đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên kênh Mua Bán Âm Thanh Bái Kiên Giang xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một con súp trầm, hay còn gọi là con siêu trầm. Đây là một con trầm hàng Bái thương hiệu Yamaha, có model là SW80. Đây là trầm điện Bái hàng Nhật nhưng lắp ráp tại bên Malaysia các bác nhé, điện 100V. Làm chút cái mặt sau cho anh em xem. Yamaha và có model ghi rõ ràng nha anh em nha, điện 100V và công suất của nó là 60W và được lắp ráp tại Made in Malaysia. Thì tổng thể cái hình thức của con này thì nó còn đẹp khoảng 85 đến 90% nha, tùy theo mắt của mọi người nhận xét, nhưng như em thì em nhìn thấy ở ngoài nó rất là mới, rất là đẹp. Còn về giá thành thì cái con trâm này nó cũng rất là dễ chịu. Và em sẽ giới thiệu mặt trước là gồm 3 nút. Nút thứ nhất là nút volin, nút thứ hai là nút cắt tần số và nút thứ ba là nút volin của súp. Và hôm nay em nó lộ cái nút này nha. Nút này là nút nguồn này. Em nói nhanh quá nên em nó bị lộn. Đây là nút nguồn, còn đây là nút volin và nút dưới là nút cắt tần số của súp. Đây là những cái dòng chữ của nó cũng như là model của nó nằm ở đây. SW80. Em sẽ tháo cái căng ra cho anh em xem nha. Đây là cái mặt mác của nó nằm đây. Con này là bắt mặt nhé. Đây. Đây là bát của nó đây. Bát này là bát mặt 20 cm, màng là màng giấy cứng nha. Còn gân là gân mút. Cái gân này thì em đã thay rồi, em thay gân này rồi nha, tại vì cái gân zin của nó thì nó đã bị mục rồi nên em thay cái gân khác vô. Còn về cổ bát thì em sẽ tháo ra cho anh em xem. Cổ này của nó là cổ tự đôi, cổ nó thì cũng rất ấn tượng. Còn mình sẽ nói về dòng súp Yamaha thì cũng không phải bàn rồi, nó đánh rất là sâu trong các loại súp Bái Nhật nha. Ở cái dòng Bái Nhật thì súp là chỉ có súp Yamaha là đang thịnh hành nhất hiện nay, bởi vì cái chất âm của nó rất là sâu, thậm chí là nó sâu như những dòng loa súp của Mỹ như JBL hay hoặc là Clip hay những cái con Tanegim hàng đắt tiền. Nói về độ sâu, còn cái độ hay thì chắc nó không hay bằng độ Mỹ rồi, vì giá thành nó cũng rất là rẻ. Đây này, đây là cụ của nó đây. Đây là cổ nó nha, cổ nó là cổ tự đôi này. Và trên cổ thì nó cũng có đánh dấu này, Yamaha. Yamaha. Và cái cổ này thì em theo em tìm hiểu thì cái nhà máy cái bên cái hãng Yamaha thì nó đặt cái cổ này bên Singapore. Đây khi mà nó sản xuất ra thì nó đánh dấu trên cái cổ loa là Singapore luôn. Là để cho mình biết là nó qua cổ loa này nó đặt được nhà máy Singapore. Nhưng cũng là hàng Nhật hết nhá, nó đặt bên đấy thì nó xuất về thị trường Nhật để cho họ xài đấy ạ. Điện điện 100V và lỗ thông hơi nằm ở phía trước rất là to này. Và mặt trong của nó đây là cái mặt điện của nó. Mặt điện của nó thì rất là bự, nó chạy hai con phét nha, hai con phét đen. Thậm chí là cái mặt này em thấy nó còn to hơn là những cái mặt súp của JBL hay hoặc là cái clip đấy nha. Đấy, rất là to, rất là dài, nó có hai mặt luôn. Và hai tụ lọc nguồn, một tăng phô hình vuông nằm ở dưới và có bông lót cắt âm nữa này. Đây các kiểu nha. Còn về giá thì cái con này sẽ có mức giá rất là dễ chịu cho anh em xài. Em sẽ báo giá luôn là 2.500.000 và ship luôn là 2.600.000 nha. Cái con này nếu mà bác nào mà muốn ship thì 2.600.000 thêm 100.000 nữa, em sẽ ship luôn 2.600.000. Súp trầm thì nó sẽ hỗ trợ cái dàn của bác nào bị thiếu bát nha, thiếu bát hay hoặc là karaoke tiếng không dậy thì bổ sung thêm cái con này. Và anh em lưu ý là chỉ hát được phòng 20 mét vuông đổ lại thôi nha, bởi vì cái con bát này thì nó chỉ có hai tấc thôi, nên anh em là muốn hát cái phòng lớn hoặc 25 hay 30 mét vuông á thì hãy mua những cái con trầm bát lớn theo cái diện tích phòng của mình, bởi vì sức của nó thì chỉ được nhiêu đó thôi, với lại giá tiền của nó thì cũng chỉ ít tiền. Là
2,5 triệu nha, 2,5 triệu một con này, và 2,6 triệu này em sẽ bao ship toàn quốc. Bác nào mua ở nhà để dành nghe chống dịch đi ạ. Cái mùa này mùa dịch rất là nặng nề kinh tế trên toàn thế giới, đấy, ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều. Giá 2,5 triệu nha, về chống dịch cho đỡ buồn các bác ạ. Đây 2,5 triệu một con này. Em sẽ quay lại tổng thể là một lần nữa cho anh em xem. Thùng là không bị bể nở nha, không bị bể nở hay nào bị bong chóc gì hết, còn rất là đẹp, khoảng 90%. Con này hát karaoke hay hoặc là nghe nhạc đều được nha, bởi vì cái tiếng bass của nó thì rất là sâu. Giá 2,5 triệu nha. Rồi bác nào quan tâm thì xin liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, ship hàng toàn quốc. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm và theo dõi video của em ạ. Em xin kính chào tạm biệt.